điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Niềm luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé. Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ vất vả. Chánh gì đâu mất, chánh không có lên đâu cả nhà. Cái chánh đâu thì là nó bỏ, cho nên là đi qua đây công chuyện mấy ngày nay thì bạn trai nhà, bạn trai đến anh con là cái chánh để bốc thà nè cả nhà. Đi tỉnh mà chốt những lấy tờ đơn cũng vậy để chết đơn đi thôi nha.
Rồi, nói chung là hai chồng anh Hải đi cũng từ sáng giờ trước khi được 4 tiếng. Còn tối anh chị đọc cũng biết trên ngày hôm nay nói chung là cũng có rất nhiều hai nhiều cô chú anh chị áo comment em biết chị không đoan đi đâu là sao ấm á cô chú anh chị những cái chuyện rơi vặt mấy thì mình không thể đưa ra ngoài đó nha. Em nói lại với anh thật tế ra em biết đi đâu anh sao không biết cô chú anh chị đúng không, cho nên mình không muốn đi sao vào thôi. Những chậu loan tươi không rẽ hay vỗ đầu chứ năm giờ vẫn còn đẹp hơn xanh tươi như đứa trẻ. Đây anh tài xế nè, tài xế đang bông hàng nắng quá không anh, ba máy 40 độ luôn á. Trong cái thùng nó có máy lạnh không anh? Không à. Ngồi ăn chập quá cũng mệt luôn á. Như cái lò nữa. Thằng lớn thằng nhỏ gì khoảng ví dụ người quay chậm thì nó không có vấn đề gì em cả nhà. Cô chú anh chị nhớ ủng hộ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo like và share cho mình. Thì mình sẽ cập nhật cho bà con cô chú anh chị những thông tin gì mới nhất cả nhà. Xe bu điện bắt đầu di chuyển rồi, coi chú vậy.